Đây có tiệm phở mới mở đây, vô ăn ủng hộ thôi, không có gì hết trơn á. Phở 10 đồng, cà phê 3 đồng. Tiệm này là đóng cửa, mở cửa, đóng cửa mấy chủ rồi đó. Làm con nhậu, cái này dân Sài Gòn, dân Việt Nam qua đem tiền qua đây làm con nhậu. Buổi sáng nó ế quá, hàng cho nó cho từ phở nó vô, buổi tối nó làm con nhậu. Kia là phở Úc non ha. Phở Úc non đây. Đây là tiệm phở Úc non đây. Buổi sáng phở đi bán cả ngày, còn buổi tối thì quán nhậu, bắt đầu quán nhậu từ 3 giờ. Quán nhậu mắc lắm, đồ ăn mắc lắm. Đây là tô phở tái bào viên đây. Có cái này, có cái này, có cái này, tính tiền thêm, nó không biết dính nhiêu kệ. Đây là tiệm phở Úc Nô đây. Tô phở tái thì nó đóng 9 đồng 99. Bánh phở tươi thì nêm 50 sen. Hành giấm thì 50 sen. Hành trần 50 sen. Giá trụng thì không tính tiền. Nước cũng không tính tiền, thôi cũng kệ. Nó hỏi là biết rồi. Bánh phở tươi là lúc nào cũng phải thêm tiền nha. Hành giấm, hành trần. Giá trụng, hành giấm, hành trần. Rồi đó, 50 sen cộng vô thành tổng cộng tô phở 12.50. Ăn cũng được. Vô nói bà chủ nói tô này nhỏ quá, kỳ sao kia tô lớn. Cái bà nói không kỳ sao cái vô nói cho nhiều thêm, cho thêm bánh. Vui ha. Nó cho thêm bánh thì nó sẽ cho thêm mình bánh, thêm bánh nữa. Chứ còn nếu không thì tối nó cũng dục hết trơn, nói vậy đó. Tự nhiên vô cái tô phở đó, nó cho thêm bánh, trời ơi, thôi khó lòng ha. Mà rất ít, cho xíu ít sao ta. Tại 9.99 đồng chứ là kêu tô lớn không thấy. Nếu kêu tô lớn ăn được hơn, tô nhỏ quá. Tô thì bự nhưng mà bánh nó xịt rồi, trời bánh dễ sợ, ít chứ đây. Rồi. Thấy là 12.50 đồng, cộng tiền tiếp nó đồng nữa 13.50 đồng.